Bánh mì xiên nướng chỉ từ 15 cành thôi mà cũng khá là chất lượng á. Mọi người có đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ nói dài thì ghé ủng hộ anh này với nha. Chiếc xe này á thì anh cũng mới bán gần đây thôi cho nên là mọi người cũng chưa có biết nhiều á. Nếu mọi người mua bánh mì xiên nướng không thì 15 cành nha, còn nếu mà bánh mì xiên nướng có ốp la nữa thì là 20 cành. Tôi thấy ảnh là con trai mà cũng khéo tay lắm á, mấy cái gia vị này là do anh nêm nếm tự làm hết luôn ở nhà đó. Chỗ này là anh bán chiếc xe nhỏ nhỏ từ 4 giờ chiều cho tới 1 giờ sáng luôn nha, nên là khuya có bạn nào đói bụng thì qua đây ủng hộ nha. Mà cái nước sốt bơ á với lại cái sốt mà chan vô bánh mì á anh làm khá là vụ ăn á mọi người. Xiên á 15 cành thôi nhưng mà có mỡ hành đồ này anh làm chất lượng lắm luôn kìa. Tôi cũng có hỏi là sao anh không bán bánh mì thịt đồ cho nó dễ. Bánh mì xiên nhiều khi người ta đi ngang nhìn lạ người ta không dám mua, kiểu không biết có ngon hay không, người ta không có chắc chắn á mọi người. Cái xong anh nói là nhiều người bán bánh mì thịt quá, mình bán giống người ta thì bán đâu có được đâu, cho nên phải làm cái gì khác và đặc biệt chút xíu. Mọi người ơi, cái này mà xịt vô miếng tương ớt nữa ăn rất là đậm đà luôn á, tại vì cái nước sốt nó đã đậm sẵn rồi á. Quên nữa, anh có bán bánh mì ốp la một ổ chỉ 10 cành thôi nha. Cái thịt thì anh ướp rất là thấm luôn. Rồi chiếc xe bánh mì này của anh bán ngay đường Nguyễn Văn Cừ nói dài, kế bên nem nướng cây sung luôn nha.